Hiện tại chủ đầu tư An Gia mở hơn 50 căn hộ terrace tại dự án Westgate chị khách hàng nhé. Anh chị nào muốn sở hữu một căn hộ mà có cái sân vườn riêng thì vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885. Giang sẽ chọn cho anh chị những cái căn mà có luôn sân vườn tại dự án Westgate. Chưa hết, dự án Westgate của chúng ta sở hữu công viên hiện hữu 2 hectare. Đây là công viên trung tâm hành chính huyện Bình Chánh. Bên cạnh cái công viên 2 hectare đó, dự án của chúng ta có công viên nội khu là 1.9 hectare. Tính ra công viên nội khu và ngoại khu diện tích lên tới 3.9 hectare chị khách hàng nhé. Một khoảng công viên rất là xanh. Chưa hết, cái căn hộ terrace là có thêm khoảng sân vườn nữa, anh chị có thể trồng cây vô đó và trở thành công viên riêng cho chính căn hộ của mình luôn. Thì hiện tại dự án Westgate chúng ta là có là 4 tháp, tháp đa điếc, tháp xin, tháp nem và tháp mê công, và tất cả các tháp đều có căn hộ terrace anh chị khách hàng nhé. Rồi anh chị khách hàng nào muốn sở hữu một căn hộ sân vườn terrace, vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885. Giang sẽ tư vấn trực tiếp những cái căn terrace này, tháp nào có căn terrace như thế nào, trực tiếp từng diện tích cụ thể và cái giá, phương thức thanh toán, chương trình khuyến mãi. Và trong cái đợt này thì chủ đầu tư An Gia mở bán với phương thức thanh toán chỉ 15% đến lúc nhận nhà. Anh chị vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885 để sở hữu hàng loạt những cái tiện ích tại dự án Westgate và hàng loạt chương trình ưu đãi của dự án Westgate chị khách hàng nhé. Xin chào chị khách hàng và hẹn gặp lại chị khách hàng tại Sao Bàn dự án Westgate. Bye mọi người.